gần 2.000 người mắc COVID-19 sau khi dự các sự kiện Euro. Gần 2.000 người ở Scotland được xác định mắc COVID-19 đều từng tham dự các sự kiện trong khuôn khổ giải bóng đá châu Âu Euro 2021 ở Anh. Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan Y tế Cộng đồng Scotland hôm nay ngày 30 tháng 6 cho biết 1.991 người mắc COVID-19 ở Scotland được xác định đã tham gia các sự kiện Euro gần đây. Trong đó 1.294 người từng tới London để cổ vũ cho trận đấu bóng vào ngày 18 tháng 6. 397 người cổ vũ trận đấu bóng tại sân vận động Wembley, số còn lại tham gia các sự kiện khác cũng liên quan đến giải Euro. Khoảng 90% trong số gần 2.000 ca nhiễm này là nam giới và khoảng 75% là người trong độ tuổi từ 20 đến 39. Scotland đã bán ra khoảng 2.600 vé cho các trận đấu ở sân Wembley do phải hạn chế số lượng trong mùa dịch COVID-19. Tuy vậy, hàng nghìn người vẫn đổ về London bất chấp cảnh báo. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Scotland đang phải đối mặt với một đợt bùng phát dịch mới. Riêng ngày 30 tháng 6, Scotland ghi nhận kỷ lục gần 3.900 ca mắc mới. Thủ hiến Scotland cho rằng đợt dịch này là do sự lây lan của biến chủng Delta. Cũng theo bà Tuon, 80% số ca nhiễm mới ở Scotland trong độ tuổi dưới 44, chỉ 2% trên 65 tuổi.